Gia đình tôi trong khu phố biệt danh Hải Tinh thuần hòa. Tên vậy thôi nhưng thật ra nào đâu có yên bình đâu. Ngày này thì tranh cãi, đêm đêm nằm mơ cũng nói hoài. Ôi năm người người đi, gia đình phân ly. Biết làm sao để suy nghĩ ra chẳng phải chỉ gia đình mình. Đến hàng xóm là gia đình tôi nào đâu có ước gì đâu. Một ngày dài trôi mãi bên trong thật căng lẫn bên ngoài. Ôi việc làm sao để gia đình phân hòa. Milo bữa sáng cân bằng, tiếp năng lượng cho từng tập phim. Trời ơi, tao chết rồi, chết rồi. Tháng này hụt tiền nữa rồi anh ơi. Anh ơi, cho em tiền đi. Không có tháng nào mà nghe em nói không có hụt tiền hết chứ. Sao kỳ quá, cứ mỗi lần nói tới chuyện tiền bạc là cái mặt anh vậy hả? Thì tại vì tháng này phát sinh nhiều cho nên là nó phát sinh thêm tiền. Tháng này mua đồ sale nhiều cho nên nó phát sinh nhiều đúng không? Anh thôi nha, tháng này em không có mua một cái gì luôn á. Em không mua tại sao mà nó phát sinh? Không lẽ anh lấy tiền từ trong túi của em? Ý của anh là em giống như là hả? Em giấu tiền em xài riêng, giống như là em lén em đi mua đồ, giống như là em không có biết chi tiêu trong gia đình đúng không? Ý của anh không phải là như vậy. Ai mà nghĩ sai cái ý đó thì nói chung trong lòng tự ray rất ráng chịu đi. Ok, là em sai. Em sai đó, em không biết chi tiêu nè. Em giấu tiền riêng nè, em mua sắm vô tội vạ nè. Từ nay về sau anh làm cái công việc này đi nha. Anh giỏi hơn em mà, em không làm nữa. Cái gì vậy, cái gì vậy? Hả? Mỗi lần nói đụng tới chuyện tiền bạc là bỏ cái thái độ y chang như vậy à? Đừng có hòng, đừng có hòng mà lần này năn nỉ nữa nha. Cho giận luôn. Ăn lẹ đi tụi con. Dạ. Ủa chồng con đâu con? Mình có việc ăn đi má, đừng nhắc tới tên người đàn ông đó ở đây. Chào cả nhà buổi sáng, con chào má. Ừ con. Hôm nay cho cả nhà ăn sáng món gì mà ngon dữ vậy em? Ủa? Hai đứa ăn xong chưa? Dạ rồi. Dạ. Lấy hai hộp sữa, đi ra ngoài phòng khách uống. Dạ. Đồ ăn sáng của anh đâu? Anh muốn ăn thì tự bỏ tiền ra anh mua anh ăn nha, không có phần của anh nha. Sao vậy? Bạn ghi gì nữa vậy? Con thấy chi tiêu không có đúng, con góp ý rồi chạm tư ái giận cho con nhịn ăn sáng luôn. Trời ơi. Con ở miếng này đỡ đói chứ mua chi tốn tiền. Tin. Hả? Dạ. Qua đây bà nói nghe. Dạ. Cái đấy cho. Qua nói với mẹ. Bà đói bụng. Qua mẹ anh á nói ba anh muốn đói bụng. Qua nói với mẹ ba anh đói bụng. Nói với ba là ba muốn đói bụng thì ba tự đi ăn, mẹ bận rồi. Ba muốn đói bụng thì ba tự đi ăn, mẹ bận rồi. Ba muốn đói bụng thì ba tự đi ăn, mẹ đói bụng rồi. Cái gì vậy? Phải nhắc. Đang đói bụng nhưng có muốn đói bụng. Bây giờ nói chung á là ba muốn mẹ nấu cho ba. Ba anh á nói chung á là ba anh muốn mẹ anh đi nấu cho ăn á. Mẹ anh muốn nấu cho ba ăn. Mẹ anh không có muốn nấu cho ba ăn. Mẹ anh nấu không muốn nấu cho ba ăn. Anh nấu không muốn gì nó lại không muốn nấu cho ba, không muốn nấu cho ba. Mẹ anh nấu không muốn nấu cho ba là bà nội hả? Tôi đang nói chuyện với cô vợ của tôi chứ nói chuyện với bà nội, mấy ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Nhờ chút xíu cũng làm xong nữa. Ủa vậy là sao? Em nói gì con nói lại theo đó mà. Lớn phức tạp quá ha. Vô phụ bà ngoại nấu cơm lớn phức tạp thiệt nha. Nè lục hành đi. Dạ. Dạ. Đây nè, mỗi ông một loại. Lo chặt đi kìa. Chặt gì? Chặt đi. Nước nè con. Dạ con cảm ơn má. Con, má thấy gì nè?
Mấy thôi con xuống nước con năn nỉ vợ con tiếng đi cho nó vui cửa vui nhà. Chứ má thấy nhà có mấy người, lại có hai đứa nhỏ, mà người lớn cứ hụt hạt vậy hoài, má rầu dễ sợ luôn á. Lần này là con không có muốn xuống nước đâu má. Lỗi là do cổ hết. Mà bây giờ con nếu như con xuống nước thì cổ được nước cổ làm tới, mốt cổ làm vậy hoài khổ con nữa. Trời ơi con ơi, con á là đàn ông con trai, đúng không? Mà hơn nữa con lại là chồng của nó nữa. Ông bà mình nói á, đẹp trai đổi bằng trai mặt. Giờ con cứ lì đòn ra, con năn nỉ vợ con. Trời ơi, năn nỉ ai? Vợ mình chứ ai đâu mà con phải sĩ diện. Không phải là sĩ diện, tại vì con muốn làm vậy cho cổ biết là cổ đang sai. Mình chỉ góp ý thôi chứ con có làm lớn chuyện cái gì đâu. Mà cổ cái tính lúc nào cũng hả làm rùm beng mọi chuyện lên hết. Cái tật con này là nó nồng nồng lên mà. Thì là lúc mà con yêu nó là con đã biết cái tánh đó của nó rồi. Nhưng mà má nói nè, trong lần này má công tâm nha, má không có binh con quà, nhưng mà là con sai. Khi mà con đã giao cho nó cái chuyện mà chi tiêu trong nhà thì con phải tin tưởng nó, đúng không? Con dùng người thì con phải biết tin người. Chứ con dùng người mà con không tin người vậy là má thấy không được. Không phải là con không tin, con đã giao là con phải tin. Cái này là con góp ý. Mà tại cái tính của vợ con nóng nảy lên, đụng chuyện là cứ la rùm beng lên, rồi bỏ chồng bỏ con. Con nói thiệt với má nha, bây giờ thử bỏ con thả ra đường, không có thằng nào cưới hết á. Sao cưới được, tính hung dữ quá, ai mà dám. Con vợ con nói thiệt, bây giờ hết xài rồi, bỏ rồi. Con nói thiệt với má, hồi xưa con lấy vợ con là vì con quá thương má. Nếu như lúc đó mà không có má là còn lâu con mới lấy, không có cửa để con mà lấy gì làm vợ. Con nói thiệt, tính vợ đó. Con sau lưng con á. Sao má không cản con sớm? Con phản ứng nhanh quá, con thiện xạ quá mà má nhảy vô không kịp luôn á. Thí dụ mà cảm thấy sống với vợ mình mà vợ mình hung dữ kỳ cục quá thì mình đi ra ngoài mình kiếm người khác về, cái tính không có kỳ cục để đem về làm vợ nha. Ăn ngon miệng. Mày mốt cản còn mạnh mẽ hơn đi. Cản cái gì? Nó tự ái là đúng rồi, nghe lời má đi, xin lỗi nó đi. Dài hoài dài không nổi. Dạ. Gì vậy? Sao thở dài vậy? Dạ, tại con bắt chước ngoại cho vui mà. Trời đất ơi, con biết ngoại bị gì không mà bắt chước ngoại? Hả? Bà buồn. Ủa sao con hay quá vậy? Tụi con muốn làm vậy cho giống bà buồn. Cho vậy? Giống bà vui á hả? À, vui mà. Vậy hả? Dạ. Ôi, nội vui không có nổi đâu con ơi. Bây giờ nội buồn quá, buồn luôn rồi. Tin thấy đó, giờ ba mẹ con giận hờn nhau vậy ngoại vui sao được, đúng không? Giận thì làm cho hết giận là được mà. Giận mới giận, bây giờ làm sao mà làm cho hết giận đây? Ở đâu ra mà làm cho hết giận? Anh Tiên, có tiền không? Cho em mượn đi. Anh không có tiền, anh chỉ có một con heo đất á. Nó mập lắm á nha, mà cuối năm mới được đập ra. Nói cho anh tiền đi. Ghê quá. Nãy giờ nội suy nghĩ đó, mà nội không biết làm sao mà sắp cần tiền dữ vậy luôn á. Thiệt luôn vậy đó hả Sóc? Sao Sóc hay quá vậy mà sao nội không có nghĩ ra ta? Sao rồi? Nói vậy nè. Trời ơi, nó hay ghê không? Sóc thông minh vậy Sóc? Ôi, Sóc ghê thiệt á. Rồi bây giờ mình quyết định vậy nha. Ba bà cháu mình cứ như vậy mà làm, thực hiện đúng kế hoạch. Biết làm sao đi khi nhìn ra. Hôm qua mà đẹp vậy. Trời cái màu tới thương vậy. Tặng vợ yêu, anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Lỗi cho anh.
anh yêu em. Lòng này quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sự chân thành trong chúng ta là một liều thuốc. Ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra bài học mới. Điều thương nhau như cái tên ra. Nè, giờ tôi dặn lần cuối cùng nha. Hai ông nội ngoại nhớ giùm tôi nè. Khi mà con lặt cái rau này ra nghe, cái phần mà để mình ăn á là mình sẽ để ở cái rổ màu vàng này, nhớ chưa? Còn dạ, cái phần mà mình giục á mình sẽ để ở cái rổ màu xanh, nhớ giùm cho bà nghe chưa? Dạ. Còn bây giờ đó, hai anh em lặt, bà nội đi xuống dưới bà nội mua trứng nha. Dạ. Đó, dạ, ngoại mua trứng lên, tại con thích ăn trứng đúng không Tim? Dạ. Nha. Rồi á là tôi trở lên liền nghe chưa? Mấy dạ, ông làm thiệt giỏi cho tôi. Dạ, nội an tâm, lát họ được con đưa họ rau này cho bà. Ok, rồi. Bây giờ á, tôi đi xuống tôi mua trứng đi đây. Con lặt một cá anh nha, cà lá đi. Nè, bứt mấy cái lá ra. Đến 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 đây, em mời mẹ ăn. Mời cô Hà ăn. Nè, canh mẹ thích nè, trứng thành trái tim nữa. Trời ơi, sao mà bữa nay bày biện gì đủ trò hết trơn vậy? Dạ là ba làm hết đó mẹ. Ba muốn biểu hiện tình cảm với mẹ đó mà. Giờ Hận không muốn ăn phụ hết. Giờ Hận tự làm hết luôn. Cô Hà ăn thử đi. À, ăn đi con, ăn thử thằng nhỏ cưng thiệt cưng. Trời ơi nó... Anh Thuận làm hết đó hả mẹ? Trời ơi nó làm hết đó, nó không cho má đụng vô luôn á. Ngon lắm đó mẹ. Ngon lắm cô. Ngon trứng mình trái tim cưng thiệt cưng luôn. Ừ quá đẹp luôn. Bây giờ ba bà cháu nghe mẹ Hòa hỏi nè. Dạ. Ba bà cháu có giấu mẹ Hòa cái gì không? Dạ. Dạ. Có đâu. Tin khai thiệt đi. Dạ, cái này là ai làm? Dạ. Dạ là của ba làm đó mẹ. Ba làm nó trái tim cho mẹ đó. Con biết sao không? Dạ. Thực ra là nó hối hận lắm rồi. Nó muốn làm vậy để mà giống như là chứng tỏ là cái sự cầu hòa đó mà. Cầu hòa với con đó. Thôi con quề với nó cho rồi đi. Sốc. Cái này ai làm? Dạ Dương Hận. Cái mâm cơm này. Dạ. Với cái bó hoa kia. Dạ. Ba bà cháu làm phải không? Dạ. Thấy chưa? Con biết lắm mà. Anh Thuận là một cái người không bao giờ làm những cái chuyện này hết. Má sao má lại đi dạy hai đứa nhỏ vì những cái chuyện mà gian dối như vậy? Còn hai đứa nữa. Dạ. Từ nay về sau, cái chuyện của cô Dượng á là để cô Dượng tự giải quyết. Hai đứa không có được xen vô, nghe chưa? Dạ. Sao? Trời ơi, vậy là thành công giả tràng hết rồi. Ta đâu có biết đâu má. Ủa vậy em đúng hay là sai? Con bị hố á, hiểu không? Ủa kỳ vậy ba, làm đúng hết tất cả mà. Sai có cái phần cuối à. Cô Dượng chưa hào hận, hiện con còn có chi cuối cùng. Sắp giỏi những gì luôn á. Sao con mừng quá. Yeah. Dượng cho đi Dượng năng nỉ. Dượng năng nỉ con để cho Dượng ngồi yên mẹ đi. Cho đi năng nỉ. Xuống rồi. Đấy mà năng nỉ. Không có chơi đâu. Mẹ bận lắm. Mà Dượng. Bữa nào bữa giờ mẹ cũng bận hoài luôn á. Mẹ không có ít chơi với Tiên quá à. Dượng. Đi mà mẹ chơi ít thôi. Chút xíu thôi cũng được. Không được. Thôi con chơi với anh Tin đi. Anh Tin con nhỏ bằng tuổi con, nó Dượng lớn rồi, Dượng không chơi mấy trò này đâu. Nè nè, tụi con thấy tụi con làm vậy là có nhẫn tâm quá không? Nó nói thiệt luôn á. Bây giờ hai đứa nhỏ nó đáng yêu như vậy, nó khao khát như vậy mà tụi bay tỉnh bơ được á, mà không hiểu sao luôn á. Gia đình vui vẻ quá mà. Bây giờ hai đứa bay có chuyện gì đi chăng nữa, đó là chuyện lỗi của tụi bay. Tụi bay tự tính đi, tụi nó có lỗi gì trong cái chuyện này chứ. Trời đất ơi trời. Nó rủ thì làm ơn chơi giùm đi. Tại vì nó không rủ má thôi. Nó rủ má cũng chơi nữa à. Ha ha con ha Tin ha. Sốc ha. Bây giờ nè, làm ơn đi. Chơi với mấy đứa nhỏ đi. Tôi đi ra ngoài tôi kiếm gì về cho ăn. Ăn chè không? Ăn chè bữa tối mập lắm.
Ăn há cảo đi má. Há cảo hả? Dạ. Ừ, má mua cho, món hảo của con mà. Sao con là sao Thuận? Ăn gì? Dạ, mất công má đi thôi mua một chỗ thôi, ăn há cảo luôn ha. Há cảo luôn không? Ừ. Có hành, có tóp mỡ không? Sao cũng được. Ừ. Sao Tin sao nè, Tin sắp sao nè? Dạ, con ăn há cảo luôn. Há cảo luôn không? Dạ. Rồi vậy là nội ngoại ăn há cảo luôn. Trời đi nghe. Ủa, đứa nào bị dạ con hả? Trời sắp hay quá, ăn ngùng quá. Rồi, con làm đi nghe. Dạ. Rồi má đi nghe. Mọi người đi trốn đi, vừa đi trốn đi. Năm mờ 15 20 25 30 4 mẹ trốn đây mẹ. 35 35 40. Ủa mẹ. Mẹ trốn chưa? Trốn rồi. Mẹ trốn nha, thấy hết đó mẹ. Dẫn mẹ đi chỗ này nè. 50 đảm bảo sóc cũng kiếm được con. Mẹ. Chị chỗ anh đang trốn mà ra cái gì vậy? Đi ra đi cho em trốn. Không, anh vô đây trước mà. Thôi đất ơi, cái chỗ này. Cái chuyện gì mà chứng minh cái chỗ này chỗ của anh? Không có cần chứng minh ai vô trước là chỗ của người đó thôi. Thôi đừng có vô duyên quá, đi ra. Đi ra đi cho người ta trốn. Xin lỗi nha, bữa giờ nói chuyện lớn tiếng với em. Thiệt không? Thiệt. Bữa giờ em đi chợ với chi tiêu trong gia đình sao giờ em cứ làm y vậy đi, không cần phải thay đổi đâu. Chứ em giận anh hoài. Anh đói anh chịu không nổi. Thì ra là sợ bị bỏ đói, cho nên là mới làm lành với tôi. Không phải đâu mà. Không có giận mà, không phải. À, con bắt được cô Dượng rồi nha. Bắt có đúng lúc chứ. Ba mẹ nói chuyện với nhau rồi. Ba mẹ hết giận nhau rồi đúng không? Yeah. Ba mẹ đâu có giận nhau hồi nào đâu. Tại mẹ hơi mệt trong người nên mẹ làm biếng nói chuyện á. Vậy cô Hà hết mệt chưa? Mình chơi tiếp đi, trò này đứng vuông mà. Bây giờ cô sẽ úp mặt vô tường rồi cô đếm, còn tụi con sẽ trốn. Ok không? Dạ ok. Rồi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Đưa em bắt được anh. Milo, bữa sáng cân bằng, tiếp năng lượng cho từng tập phim.